Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay trở lại anh em với một cái clip chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm mà cái thời gian trước mình lấy bằng lái cũng như là mình tự bổ túc cây lái mình như thế nào. Thì vì sao mà mình chọn cái chủ đề này tiếp tục? Thì như các bạn biết là xem tin mấy ngày vừa qua thì có cái việc của Lê Dương Bảo Lâm thi 14 lần mà chưa đậu. Thì đó chính là cái nguyên nhân thứ nhất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai mà mình tiếp tục làm cái chủ đề này chính là thì trong một khoảng vài năm trở lại đây thì cái việc sở hữu xe nó quá dễ dàng. Thì phần thì người ta có điều kiện, phần thì người ta cái việc mà người ta vay ngân hàng để mua một chiếc xe nó cũng quá dễ dàng, nên cái việc mà một người sở hữu chiếc ô tô nó không có gì còn gọi là khó khăn. Thì chính vì thế nó kéo theo lần lượt rất là nhiều người mua xe. Nhưng về cái mảng mà cái kinh nghiệm để lái xe hay là về cái phần thực hành chạy xe ở ngoài đường thì họ lại không tự cập nhật hay tự update bản thân mình lên. Thì chính vì thế mà cái hiện tượng mà xảy ra tai nạn, từ những cái sơ suất, cái lỗi cơ bản của những cái người mà mới biết lái, nó gây lên tai nạn cũng rất là nhiều. Thì vì sao mình biết được? Thì mình thấy mình đã tiếp xúc với những xe, với những chủ xe mới lấy xe được 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần thì họ đều mang xe vào bảo hiểm. Và cái những cái lỗi mà họ bảo hiểm phải nói cực kỳ là những cái lỗi rất là nặng. Bể đèn, mở bể đèn rồi tông đụng mớp rất là nặng nề. Thậm chí có một em gái kia sinh năm 2000 sở hữu một chiếc xe M3 Sport, mới lấy được một tuần thì gây bị tai nạn, thế là phải vô bảo hiểm. Cái phần tai nạn nó cũng rất là nặng, phải nói là thiệt hại hơn gần 150 triệu, bị mớp phần đầu với phần đuôi. Thì sau khi vừa bảo hiểm, hoàn thành bảo hiểm xong, phải nói là gần một tháng mới bảo hiểm mới xong. Thì bảo hiểm xong thì vào 5 giờ chiều ngày hôm đó thì em gái 2K đó lên lấy chiếc xe đó về. Thì trên đường lấy chiếc xe đó về, chạy tới ngay chỗ ngã tư Nguyễn Hiệp Tông Con Lương, và chiếc xe đó tiếp tục bị một cái bị tai nạn cực kỳ nặng, gãy thước lái rồi mớp ở cái đầu trước, và tiếp tục bảo hiểm. Phải nói là có nghĩa là xe bỏ vô bảo hiểm mới lấy buổi chiều, thì chiều hôm đó trên đường chạy về nhà là tiếp tục gây ra tai nạn. Thì ở đây cái lỗi là cái gì? Lỗi ở đây xác định nó không phải là chiếc xe nha các bạn, mà chính là cái người điều khiển nó. Về cái kỹ năng cũng như kinh nghiệm thích ứng thực tế ngoài đường khi mà các bạn mới lấy bằng thì phải nói nó chỉ là con số 0 thôi. Còn cái việc mà từ số 0 nó đi lên số 10 hay số 100 là do bạn. Bạn phải bổ túc tay lái, bạn phải làm quen với những cái kiểu cách chạy ngoài xe, ngoài đường như thế nào để cho nó phù hợp. Đó. Thì mỗi một người các bạn phải biết được cái điểm yếu của mình. Điểm yếu của tao là tao mới có bằng, tao chưa có rành cái việc chạy ngoài đường. Tao cần phải nhờ bạn bè hay thầy để bổ túc tao tay lái. Thì một tuần các bạn có thể bổ túc tay lái của mình một lần, một tháng thì các bạn tập 4 lần. Thì sau cỡ một tháng hay là 2 tháng là cái tâm trạng khi các bạn lái nó sẽ khá lên liền ha. Hồi xưa các trường dạy cho các học viên sau khi lấy bằng rồi thì các thầy trò hợp lại với nhau để hẹn một bổ túc, hẹn bổ túc tay lái với một cái chặng đường dài. Ví dụ như là chặng Sài Gòn Vũng Tàu, Sài Gòn Phan Thiết, Sài Gòn Đà Lạt. Mà Phương thời đó Phương nghe mấy anh ghi kể là thường chọn cái cung đường là Sài Gòn Đà Lạt. Hiện tại bây giờ nha, năm 2021 thì mình khuyên các bạn, các tài lái mới, đừng chọn cái cung đường Sài Gòn với Vũng Tàu nữa. Tại vì sau khi thoát ra khỏi cao tốc Long Thành Dầu Dây á, các bạn tiến vào quốc lộ 51 á, thì Phương phải nói cái cung đường nó quá phải cực kỳ nguy hiểm. Cái thứ nhất đường xấu, cái thứ hai là cái mật độ giao thông. Cái mật độ giao thông ở đây của quốc lộ 51 bây giờ đa số toàn là xe không. Và nếu mà một tài mới mà đi cái cung đường đó
không biết quan sát hay không biết nhìn đèn hay là không biết nhìn các bảng chỉ dẫn hay là các bảng báo ở bên đường thì các bạn dễ gây ra những cái hiện tượng như sau. Hiện tượng các bạn đậu lộn lên, sai lên và các bạn không vượt chạy song song với xe công. Các bạn cúp đầu xe công, các bạn không giữ khoảng cách với xe công và các bạn không biết khi nào tránh những cái xe, những cái tuyến đường, những cái tuyến ví dụ như là xe qua mai, xe tận thắng hay bla bla những cái xe đó đó, thì các bạn rất là dễ nằm ở cái thế bị động và các bạn luống cuống xử lý những cái tình huống đó, và nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng tới cái việc là va quẹt hay là bị tông hay là mình ủi đít hay là thậm chí là mình đậu sai lên thì bị xe ở phía sau nó bóp còi nổi, thế là mình phải tiến lên. Mình tiến lên thì có thể là mình sẽ vượt đèn đỏ. Đó, đó là những cái lỗi mà rất là cơ bản. Thì đó chính là hai cái nguyên nhân mà hôm nay Phương làm cái clip này. Cái clip đầu tiên đó chính là về cái tâm lý khi mà đi thi lý bằng như cái trường hợp của Bảo Lâm. Và cái trường hợp thứ hai là khi các bạn đã có bằng rồi nhưng mà các bạn tham gia giao thông các bạn vẫn gây ra tai nạn một cách rất là bình thường. Thì ở cái vấn đề này Phương nói cái người có bằng với không có bằng nó cũng khác nhau lắm. Có người đi thi hoài không đậu nhưng mà về cái việc mà người ta chạy xe ngoài đường phải nói là cực chuẩn. Nhưng có người đã thi đậu được lấy cái bằng bằng cái cách gì đó mình không hiểu, ABC hay A ớ bờ cờ gì đó mình không hiểu. Nhưng khi mà ra thực tế rồi họ lọng ngọng, họ lọng nghịu, họ không biết đâu để họ có thể thao tác được những cái họ có thể thao tác được những cái cơ bản để họ điều khiển được cái phương tiện đó ngoài ngoài đường. Thì chính vì thế hôm nay mình làm cái clip này, mình muốn chia sẻ đến cho các bạn khi mà mình đã lấy được bằng. Thì vừa rồi mình đã làm một cái clip rồi, mình đã lấy bằng B2 như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip là sau khi mình đã có bằng và mình đã làm ở cái bước gì. Thì sau khi mình có bằng thì mình nhà mình mới tiến hành mình đi mua xe. Thì ở cái bước này các bạn có thể chọn cái phương án là các bạn thuê xe ha, không nhất thiết là các bạn phải mua xe như Phương. Thì trước khi mua xe Phương đã nhờ một thằng em nó bổ túc tay lái giùm Phương ở ngoài đường bằng chiếc Morning số tự động. Thì khi mà Phương chạy chiếc xe đó ở ngoài ngoài đường thì Phương nhờ nó đưa cho Phương những cái tình huống mà mình hay sử dụng nhất, hay gặp nhất, đó chính là những cái tình huống ngã tư và những cái bụng binh, mật độ xe đông. Thì trong cái quá trình mà chạy xe ngoài đường có gì không thắc mắc á, thì Phương hỏi nó, nó sẽ chỉ cho Phương cái cách nào mà nên dừng lại và nên mình quyết đoán mình vượt hoặc là tấp lề hay sao đó. Những nói chung là những cái cực kỳ cơ bản thôi các bạn, không có gì sâu xa hết á. Nhưng mà quan trọng là khi mà tấp ra tấp vô phải bật đèn, phải biết nhìn gương hậu gương trái rồi gương hậu ở đèn sau, linh tinh. Nhưng mà mình phải đi tập để những cái giác quan, những cái cơ bản đó mình phải nắm hết. Ví dụ như mình mở cửa là mình phải nhìn gương coi phía sau cái xe có lên không để mình mở cửa mình đi ra đó. Thì đó, mình chỉ tập duy nhất một buổi đó thôi. Và đến ngày lấy xe thì mình lấy xe chạy về nhà. Mình lấy xe chạy về nhà là cái buổi thứ, là cái lần thứ hai mà mình được chạy xe ở ngoài đường đó. Thì sau khi lấy xe rồi mình với bà xã mình mới lên kế hoạch đi Đà Lạt luôn. Bạn nghĩ vừa lấy xe lúc 2 giờ về nhà tới 3 giờ mấy thì sắp xếp đồ giờ 4 giờ 4 rưỡi là mình đi Đà Lạt. Thì trước khi trong quá trình soạn thì mình có xem số clip của những anh bạn chỉ dẫn cách đi đường như thế nào cũng như bản đồ đi thế nào. Thì rồi bắt đầu hành trình chuyến đi từ nhà đi ra cao tốc. Thì từ nhà đi ra cao tốc thì lúc mà xuống dưới cầu Sài Gòn chạy một chút xíu thì Phương đã vô cái bàn hồi nãy Phương mới nói, đó là Phương đậu lộn lên. Phương đi thẳng nhưng mà Phương đậu vô cái lên là dành cho xe quẹo trái. Thế là kèn xe rồi mọi người xung quanh phía sau bóp kèn in ỏi. Thế là Phương mới tiến lên, mà Phương tiến lên thì Phương đã vượt đèn đỏ. Thế là anh công an ở bên kia quắt vô. Đó là cái biên bản đầu đời đậu sai lên. Rồi sau khi ngay chỗ đó thì các bạn biết rồi đó, tài mới vừa đi ra bị lỗi rồi bị công an ăn biên bản rồi tâm lý lúc đó nó rất là hoang mang. Nhưng mà không lẽ vì vậy mà phải quay đầu xe về, thế là vẫn tiếp tục. Từ có bà xã kế bên cũng động viên này nọ đồ, cũng kêu cứ bình tĩnh chạy đi, từ từ rồi gì đâu cũng tới thôi. Thì cũng từ từ cũng vào được cao tốc đó.
Và các cái hành trình đó của Phương thì từ quận 12, Phương lúc xuất phát là 4 giờ hay 4 rưỡi á, nhưng mà Phương nhớ là lên tới Đà Lạt là 11 giờ kém, thì cứ cho là 11 giờ đi. Thì có thể nói là cái vận tốc cũng như cái cách chạy của Phương là khá ổn nếu mà so với khoảng thời gian như vậy, mà so với một tài mới lần đầu đi luôn. Cái đường quốc lộ 20 thì như các bạn biết đó, nó cũng không hề đơn giản. Các xe rau với xe công nó vượt rất là ẩu, nhưng mình lúc mà mình chạy xe mình phải đặt cái tâm trí của mình là tài mới. Thì trên cái đoạn đường, cái quá trình chạy á các bạn, xe ở phía dưới Phương chỉ cần nó bóp kèn, nó muốn lên là Phương tấp vô, Phương bật đèn xin nhan phải, Phương tấp vô nó lên, rồi Phương nó lên rồi là Phương lấy lại len Phương chạy. Còn ở phía trước nó vượt, nó đã lấy qua len của Phương rồi thì Phương cũng tấp vô để cho nó vượt lên. Đó là cái tâm lý khi mà mình là tài mới, có nghĩa là mình ai nói chung nói nôm na là ai muốn vượt mình cứ cho vượt ha, chứ đừng có thấy người ta bóp kèn rồi cứ nghĩ ủa tao đang chạy bình thường mày bóp kèn cái gì, tao lấn vô đây là sao. No, các bạn đừng như vậy. Trong cái hành trình chạy xe nhiều lần Phương thấy rất là có nhiều người rất là kỳ cục. Ví dụ như mình đã xác định mình chạy chậm mà người ta đã muốn vượt thì cứ ưu tiên cho người ta vượt, đằng này không cứ dẫn ở cái tốc độ tà đó bắt người ta phải nối đuôi. Như vậy mình là góp phần vô cái việc cản trở giao thông các bạn ha. Còn ở đây cái việc mà lấn lên vượt ẩu hay vượt sai gì Phương không nói nha. Như Phương nói, đang nói những cái trường hợp mà người ta đáng vượt mà mình không tạo điều kiện cho người ta vượt, đó là mình bậy. Rồi đó là những cái nét sơ về khi chạy cái đoạn quốc lộ 20. Rồi kế đến là cái việc mà leo đèo. Cái cảm giác lần đầu tiên của Phương leo đèo, Phương khá là bình tĩnh luôn á các bạn. Có thể là cái đoạn từ Sài Gòn mà đi lên tới đèo Bảo Lộc là Phương đã quen dần rồi. Nghĩa là Phương chạy một đoạn đường dài, Phương quen dần với những cái cần để ý khi mà các bạn ngồi trên xe rồi. Nên khi leo đèo Phương cứ đạp từ từ các bạn. 40 cứ 40 cứ nằm, nó nằm ở cái ngưỡng tốc độ rất là thấp. Phương cứ chạy tàn. Phương khi mà ai vượt thì như Phương đã nói ngay từ đầu, ai vượt cứ vượt. Đó, còn tôi cứ ôm lên, tôi chạy từ từ lên. Thế là cũng lên đèo Bảo Lộc, lên đèo Fan bình thường. Đó. Và Phương tới Đà Lạt lúc đó cũng gần là 11 giờ kém tối ha. Thì đó là cái hành trình đầu tiên của Phương mà Phương tự bổ túc tay lái cho mình với cái hành trình dài như vậy. Thì sau cái hành trình dài như vậy á, thì các bạn sẽ biết được nhiều thứ. Các bạn sẽ làm quen được với xe, các bạn làm quen được với chân ga, cái chân thắng, cái tốc độ của xe. Và các bạn canh được cái kích thước của chiếc xe mình khi mà các bạn cặp lề, khi mà các bạn vô chuồng ha. Và Phương không nói là Phương tự một mình nha các bạn. Trong cái hành trình đó vẫn có bà xã ngồi kế bên. Nhiều khi Phương nhìn, ví dụ như Phương muốn ve vô cái lỗ đó, Phương muốn cặp lề lỗ đó, thì lúc tại mới Phương không thể nào canh được. Phương không biết canh ở giờ ổn chưa, có bị cạ gì không. Lúc nào tới nơi mà cần đậu gì là Phương nói bà xã xuống, em xuống em nhìn giùm anh cái. Bà đứng mới nhìn. Thì 1-2 lần, 3-4 lần, 5-6 lần như vậy thì từ từ các bạn trong đầu nó sẽ hình dung một cái thói quen. Có nghĩa là khi mà các bạn ve hay các bạn tiến mà nó chạm tới cái mức đó, bất cứ một cái điểm nào trên xe mà các bạn dùng để canh á, thì các bạn sẽ biết được à, tao ve vậy là chắc chắn ok rồi. Đó. Thì đó chính là những cái cách mà các bạn có thể bổ túc tay lái cho mình. Nhưng hiện tại bây giờ nha các bạn, thì Phương khuyên các bạn có muốn tự bổ túc cho mình á, tự làm quen với xe, thì tránh hai cái cung đường đó chính là Sài Gòn đi Vũng Tàu, cái đường quốc lộ 51, và Sài Gòn đi Đà Lạt. Tại vì các bạn tài mới, các bạn leo đèo Bảo Lộc hiện tại bây giờ rất là căng. Tình hình đèo Bảo Lộc chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi, thật chất nó không có gì ghê gớm đâu các bạn. Mình đã tự mình vượt qua rồi thì mình thấy nó không có gì ghê gớm, nhưng mà mình không có biết trước được việc gì. Mà huống chi các bạn đang chọn một cái cung đường để bổ túc tay lái, thì Phương khuyên các bạn, nếu các bạn muốn bổ túc tay lái thì các bạn chạy từ Sài Gòn cho tới đèo Chuối là ok rồi. Có nghĩa là Maragui đó các bạn, cái cung đường đó đẹp. Thì vì sao mà mình giới thiệu cho các bạn ở cái cung đường này? Tại vì cái đường quốc lộ 20 á, bây giờ nó làm rất là đẹp. Tùy hôm nó mới có mật độ xe đông thôi, còn ngày thường xe nó rất là thưa. Và nó không có dằn sóc hay đường xấu như miền Tây. Nên các bạn mà đi bổ túc tay lái thì các bạn từ Sài Gòn các bạn đi ra tới Maragui là ok. Còn nếu các bạn nào tự tin, ổn định với tay lái của mình thì các bạn có thể tiến thẳng lên Đà Lạt bằng cách là vượt hai cái đèo Bảo Lộc và đèo Fren. Với điều kiện là các bạn phải tự tin nha, các bạn phải tỉnh táo,
các bạn phải quan sát thật kỹ để vượt hai cái đèo đó. Chứ trong mấy hôm gần đây thì cái việc mà tai nạn trên đèo Bảo Lộc xảy ra liên tục đó. Thì đó là những cái chia sẻ của Phương về cái hành trình tự bổ túc tay lái cho mình bằng cái tour là Sài Gòn Đà Lạt và có người bạn đồng hành kế bên, chứ là bà xã mình. Thì kể ra đây để cho các bạn tự tìm cho mình một cái cách để cập nhật hay là để update, để nâng cao cái kỹ năng lái xe ở trong phố hay là lẫn những cái tour dài hay những cái đường quốc lộ hay là xa lộ Hà Nội ha. Đó là những cái mà thiết yếu. Còn cái việc có bằng á, có bằng hay không bằng Phương không nói, nó không quan trọng, nhưng mà các bạn sống và làm việc phải tuân theo pháp luật, có nghĩa là khi lái xe ra ngoài đường các bạn phải có bằng ha. Mặc dù các bạn lái rất là ok rồi đó, có thể là bây giờ các bạn không đậu, nhưng lần tới cố gắng các bạn có thể xe đậu ha, bằng cách này hay cách kia. Ví dụ như người tâm lý yếu cứ lên dốc cầu là bị tuột hay là bị rớt ở chỗ đó thì phải tìm cái cách khắc phục ha. Còn những người đã có bằng rồi, những người đã có bằng rồi, bằng một cách nào hay cách đó các bạn đã có bằng rồi, thì các bạn đừng ỷ y ha. Các bạn phải bổ túc tay lái cho mình, tự bổ túc cho mình, hoặc là mướn thầy mướn, hay là mướn những anh chạy chuyên nghiệp để bổ túc tay lái cho mình. Như trong cái câu chuyện cái em gái 2K mà hồi nãy mình nói, thì chính vì thế cái chuyện mà các bạn bổ túc tay lái cho mình nó rất là đáng và nó rất là nghiêm túc. Vì sao? Các bạn có thể chạy ngoài đường thực tế, các bạn có thể xử lý mọi tình huống ở ngoài đường một cách nó chuyên nghiệp ha, nó giảm thiểu cái tai nạn xuống, hay là những cái thiệt hại mà tai nạn nó gây ra ha. Rồi đó chính là những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về cái việc mà tham gia lái ô tô ngoài đường hay là ngoài xã hội. Rồi rất mong là sau cái clip này các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái động lực để có thể những ai mà còn lái yếu á, có thể mau mau tìm cách để bổ túc tay lái cho mình. Hay là các bạn vẫn còn ngại á, ngại lái á, sợ lái á, thì hãy mạnh dạn lên ha. Mạnh dạn lên các bạn, nếu mà các bạn chưa có ai ngồi kế bên thì các bạn có thể tìm gia sư thuê thầy đi theo những cái tour đó, vừa bổ túc tay lái cho mình mà vừa biết được những cái chốt chặn hay những cái khúc cua hay là những cái cung đường nó có cái gì cần lưu ý, hay là biển báo. Nói nôm na là các bạn vừa bổ túc tay lái mà các bạn còn mua đi cái sự kinh nghiệm của người khác nữa, thì như vậy rất là tốt ha. Các bạn hãy cố gắng lên, đừng hời hợt hay là đừng ỷ y mọi thứ quá các bạn. Như cái trường hợp trong em gái 2K đó, mua xe chưa được một tháng mà cái tiền bảo hiểm Phương nghĩ nó phải dội lên chắc cũng gần 200 triệu rồi các bạn. Các bạn thấy kinh khủng không? 200 triệu đó bảo hiểm nó chỉ trả một phần, mình vẫn phải trả chứ không phải là bảo hiểm nó trả hết. Và đó những là thiệt hại, đó những là những cái thiệt hại rất là nặng nề về tiền của ha. Mình chưa nói tới là con người á. Con người ở đây là lỡ trong cái, như cái em gái đó tông con lương, mà lỡ mà tông người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn. Chiếc xe thì còn bỏ tiền ra sửa, còn không thì bán rẻ. Nhưng mà nó đụng tới con người, tính mạng con người là mệt mỏi á, rất là mệt mỏi ha. Rất mong qua cái câu chuyện, cái chia sẻ này của Phương thì các bạn sẽ có một cái cách nào đó để như hồi nãy giờ Phương nói rất là nhiều lần, có cái cách nào đó hay là theo cách của Phương hay là sau đó để các bạn cập nhật cái kỹ năng lái của các bạn lên cho nó thực sự là chuyên nghiệp ha, để mình tự tin mình còn chở được vợ con hay bạn gái mình đi đâu chơi nữa ha. Rồi clip tới đây là hết rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới. Còn bây giờ